of the Jack Refix. Nghĩa, mày bỏ qua cho tao nha. Ngoài, con đưa ngoại vô phòng nghỉ ngơi nghe ngoại. Tao cũng muốn nhanh thạo việc để ông ngoại của tao đỡ phiền lòng. Trước đây tao với mày có xích mích. Mày không tin tao cũng đúng thôi. Nhưng mà sao? Rồi Thu. Nhưng mà nói thiệt, sau cái vụ mà bị tụi Lân Trọc truy sát, rồi mấy cái vụ làm ăn bảo kê bây giờ cũng khó khăn. Nói thiệt, tao cũng mệt mỏi rồi. Tao thật sự muốn hoàn lương để cho ngoại tao khỏi lo lắng. Cái gì vậy? Vậy yên lòng. Nghĩa à? Thôi luôn. Rồi mày sẽ thấy tao thay đổi ra sao. Chỉ cần mày chịu giúp tao. Chỉ cần mày giúp tao thôi Nghĩa. Yên tâm đi. Thằng Thắng này nói được là làm được mà. Câu slogan của thằng Thắng. Thu. Để tao vô tao coi ông ngoại có cần gì thêm không. Rồi tao ra xưởng với mày ha. Tao biết rồi. Ba cái đồ quỷ này á, sao làm khó được tao? Mày sao vậy? Mày nói đi đâu vậy? Ông ngoại tao á, nói cho mày quản lý thì mày cứ làm đi. Tao chỉ muốn có cái nghề đàng hoàng. Rồi. Để cho ông ngoại tao ổng an lòng thôi. Rồi Thu. Mày làm đi. Cái thằng nịnh bợ giả nhân giả nghĩa đó. Cái thằng nịnh bợ giả nhân giả nghĩa. Rồi tao sẽ cho mày biết tay. Thắng thay đổi ghê chưa? Thu. Nhìn gì? Không lo đi làm đi. Có tin tao trừ lương tụi bay không? Hả? Trừ lương tụi bay không? Hả? Làm đi. Thả cái màu đó luôn. Dạ, dạ, dạ.
Quậy ký vô đây đi, để chú đứng ngoài kia chờ tội nghiệp. Dạ, quậy ký vô đây nè.